Hôm nay mình đi xuống nhà của tỷ phú. Gary là tỷ phú hồi xưa đó các bạn. Mình xuống dưới tham quan nhà của tỷ phú nha. Trên đường mình đi là các bạn đi ngang cái bãi biển rất là dài luôn. Bãi biển nè. Biển này biển Thái Bình Dương, bãi này về Việt Nam được đó các bạn. Quá trời kẹt xe luôn. Ở đây nó gọi là hàng rào Thái Bình Dương. Đây nè, cái về theo cái vịnh nè, search trên mạng thấy là nó để là hàng rào Thái Bình Dương. Đây là cái vịnh này, là cái vịnh biển Thái Bình Dương. Rồi, sắp vô tới nhà ông tỷ phú rồi. Cái cổng chào nhà ông này. Mua vé. Hi, we have the ticket already. Well, let me call my husband. He kept the ticket. Okay. Do you want our seat? Yes, please. Thank you. Nhà ông trồng Bắc Kinh anh ơi. Chưa tới nhà hả? Chưa. Không mà Bắc Kinh có ổng chứ gì. Này, trồng cây xanh cái này nó quá trời, trên tàu chảy rủ xuống rất là đẹp luôn. Vô đây mình kiếm chỗ đậu xe mà nó đi bộ vô. Rồi tới rồi. Xuống xe em nào ơi. Có chỗ sạch xe sướng quá. Nè. Chỗ sạch xe luôn. Rút vô sạc luôn nè ông ngoại. Bà ngoại. Sướng ha. Đây còn phải kinh trống nhóc nè. Đó, chặt điện dành riêng cho mấy chiếc xe điện đậu đây. Mình vô tham quan nhà ông tỷ phú. Đây ngoại. Trên này ngoại. Đây điện đường đi lên tham quan nhà của tỷ phú biệt thự. Biệt thự là bự thiệt. Cái gì trái ngổ hả? Cái gì ta? Không biết luôn. Dạ, 5 giờ đóng cửa hả chị? Không cho mình vô nữa. Giờ mấy giờ rồi? Không mấy, vô tham quan nửa tiếng thôi. Nói mình vô mình coi cái nhà. Vô mình xem cái nhà ông thôi chứ đâu có gì hả? Ông có đãi tiệc tùng nhiều cho mình không? Rồi nổi cái bãi với xe quá trời. Dạ, quá. Xe luôn. Có chặt sẵn. Dạ, có chặt pin rồi luôn, sướng. Rồi đi vô nè, đi vô nè. Biệt thự. Biệt thự rồi bự thiệt á. Wow, quá trời. Ôi nhà kìa. Trời ơi, bắt đầu trước mới vô đây có cái xe luôn. Đó, có xe đó các bạn, xe đây đấy. Có em bé là lấy tự lấy là đẩy vô đi. Đó. Rồi lên bao. Ừ, giờ chạy tung tăng. Đâu nào? Ủa, ổng là dầu mỏ hả? À, ổng khai thác ở đâu? Ông chết năm nào con? Chết năm 78 hả? 76 hả? Ông chắc cái này lấy em về cho ông chơi vậy. Ông lại coi. Ông cắt cái này xong rồi ông chết luôn. Chết 2 năm sao? Mà không có lại coi. Ông không có lại đi coi luôn. Không cần luôn. À. Tại có nhiều lắm, còn mấy cái tại mình không có thời gian. Lớn lắm.
Ừ. Mệt rồi lên nằm phê. Ngoài chạy xúc luôn. Ngoài chạy xúc luôn. Xúc lui. Xúc lui hỏi ngoại té quá. Vui quá. Rồi, nho quá trời. $661 triệu. Rồi, chụp đi. Quá trời ơi, trồng bông hoa bên đó kìa. Rất tiếc là mình không có thời gian nên mình đi tham quan lâu. Lên đây chụp hình đã. Chụp hình mấy cây cột này nè. Đứng trên đường này nè, lát mình đi về. Này mình đi vô, lát mình về dần này nè. Ôi, bên đó mấy biển ha. Đi. Ông này là vua dầu mỏ mà. Rồi. Wow. Đẹp quá. Dạ. Vô. Rồi chạy luôn rồi. Cái này đẹp ghê không? Trồng bông đẹp quá. Cái này cái hồ ơi của ông hả? Giàu quá trời giàu. Ủa sao nó ăn gì vậy? Cái này hồi nó ăn hồi nó không. Chừng hết pin hay gì á. Wow. Biệt thự giàu quá. Quá chừng giàu luôn. Wow, nội làm cái này không có tiền không. Quá chừng giàu luôn. Nè, đứng giữa cái cột này nè. Đây. Chạy tung tăng tung tăng. Nó thấy nước lạ leo vô. Nè hai người ngồi đây chụp đường bơi nè. Chụp lấy mấy cây trong đó.
phải nói đúng là nhà tỷ phú thiệt, quá trời giàu luôn, các nhà phải nói đỉnh, đỉnh, đỉnh cao, đỉnh cao của người giàu luôn. Wow. Rồi các bạn nào muốn tìm hiểu cái biệt thự của ông tỷ phú này, các bạn rơm lại đọc đọc những cái thuyết trình của họ nói về ông tỷ phú này, nói về vấn đề biệt thự này, nó toàn cảnh biệt thự đó các bạn. Trời ơi, nó leo hay dễ sợ luôn á. Đó, nó chạy theo không kịp chứ, nó chạy cái mới nó chạy thuốc đắng rồi. Thời tiết đây bữa nay hơi lạnh đó các bạn, nó sương mù, có sương mù á trên ngọn cây đó các bạn thấy không. Thấy người sao mà giàu quá giàu, người thì nghèo quá nghèo. Bởi trên thế gian này người dạy người khác, người thì làm ăn giàu có quá chừng, của cải vật chất thừa thải. Ông cắt cái chỗ này là coi như là ông không có đến, ông tham quan luôn, chỉ có công nhân là cắt xong rồi thôi, để sau này công chúng họ lại đây họ tham quan là biết là cái biệt thự này của ổng là giàu có như thế nào. Chứ ổng chưa bao giờ lần nào bước chân tới đây một lần. Trời ơi, mới đây nó lên tọt lên tới đó rồi đó. Ghê không? Nó kìa, nó chạy kìa, để đi nó theo còn không muốn kịp nữa. Đó lên nó đi xuống. Rảnh quá. Bánh bao rảnh quá. Rảnh quá à, leo nữa. Rồi đi xuống rồi đi lên rồi đi xuống. Đi lên chỗ đó, lên chỗ bánh bao chụp đẹp á. Chỗ này là làm cái thiết kế chỗ này để mà hội họp rồi đây. Đứng dưới này đọc diễn đàn hay gì đó, làm ở trên đó là mấy cái nấc đó là mấy người. Dạ, cũng như mình ngồi coi hát vậy đó. Ngồi trên đó đó xem. Nghe. Hai bánh bao. Nó ngồi trên đó. Nó đi vòng ra. Cũng đọc sách đó, hết. Học á. Đi từ đâu cũng học hết á. Ở đây nhìn xuống đẹp. Đẹp. Rồi còn lúc trên đó. Rồi mong mày. Lên cũng có gì thì cũng những cái kia thôi con. Lên đứng như này nè, lên đứng đây nè, chụp bo đây nè. Cái này nè. Miếng cầu thang đó. Rồi. Nó đi nó đâu biết ngán đâu, nó đâu cái đầu chân đâu cẳng nhà, đứng đi dưới này em. Đứng ngay này nè. Ừ. Đứng ngay này nè. Xuống chút, xuống chỗ này, chỗ cái cạnh này nè, đừng chụp lấy cái cảnh bên đó. Ừ. Xuống nữa.
đi nha. Xuống nữa mới thấy hết này mới đẹp. À đó, đứng đó đó. Ừ. Tao ơi, bên bà ở trọng luôn nha, đừng chạy, đừng ông ngoại đi về nha. Đi chạy ra kìa. Nó chạy ra. Bye bye bánh bao nha. Ôi ôi chạy. Quá trời cái nhà lớn. Selfie. Nó tàn hết rồi đó. Ờ, mấy cây bưởi rồi nè. Đây ta trồng bưởi rồi nè. Cam hay bưởi? Thấy giống bưởi quá. Bơi ha. Rồi mình tạm biệt biệt thự nha. Mình đi ra về. À chụp đây hả? Chụp lấy cái nguyên cái nhà đó đó, đứng xích ra đi, xích ra ngay đường. Mình xin kết thúc video nơi đây. Các bạn cũng đã xem hết video của mình rất là cảm ơn. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Các bạn nếu thấy thích video này, các bạn cho mình một like và subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Mình rất là cảm ơn. Bye bye.